Khán giả ôm Nhật Kim Anh òa khóc khi gặp Thị Bình ngoài đời. Gặp Nhật Kim Anh trong lần làm lễ phóng sinh, một khán giả trung niên ôm cô hòa khóc nức nở vì thương vai diễn Thị Bình, cô đóng trong phim Tiếng Sét Trong Mưa. Đoạn video này được một người bạn của Nhật Kim Anh ghi lại. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Nhật Kim Anh trên thuyền, gọi cô là Thị Bình và òa khóc nức nở, vừa cảm động vừa buồn cười. Nhật Kim Anh an ủi cho bà bớt xúc động. Kể về vai diễn người đàn bà khổ mệnh trong series phim Ăn Khách, Nhật Kim Anh bảo thời gian này cô hạnh phúc vì được khán giả yêu mến, đi đến đâu cũng được gọi là Thị Bình thay vì tên thật. Vào thời điểm phim mới phát sóng 10 tập, Nhật Kim Anh qua Mỹ công tác. Khi vào một siêu thị mua sắm, cô giật mình nghe tiếng gọi Thị Bình rất lớn. Quay lại thì thấy đó là các khán giả Việt kiều, nữ diễn viên tâm sự. Lúc đó tôi nghĩ ở Mỹ thì làm gì ai biết Thị Bình là ai. Thì ra kiều bào mình bên đó cũng theo dõi phim, cũng yêu thích phim và vai diễn của tôi. Vậy mới thấy Tiếng Sét Trong Mưa tạo hiệu ứng tốt thế nào. Số phận khắc khổ khiến nhiều người thương cảm. Song Thị Bình cũng gây tranh cãi vì ngoại hình không phù hợp tuổi 45. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền từng lý giải, nhân vật trải nhiều đau khổ, oan uất và ba lần sinh nở nên già hơn tuổi 45. Là người đảm nhận vai diễn, Nhật Kim Anh cho rằng tâm sinh tướng, người chịu nhiều lam lũ, tinh thần nhiều muộn phiền thì ngoại hình cũng khó trẻ trung xinh đẹp. Nữ diễn viên liên tưởng tới câu chuyện riêng ngoài đời. Lúc tôi về quê, tôi gặp những người bạn cùng tuổi 34-35 với tôi mà thấy họ giống như 40 mấy tuổi. Vì họ làm việc đồng áng, vất vả, chỉ đâu được chăm sóc da dẻ. Cũng giống như tôi lúc bị trộm đột nhập nhà. Tôi buồn vì đúng thời điểm đó tôi cần tiền để xoay sở công việc. Tôi mất ngủ một tuần, bạc hết cả tóc. Thị Bình, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi xuất hiện tại Sa Đéc trước 7.000 khán giả. Trong trang phục Thị Bình, Nhật Kim Anh bất ngờ xuất hiện trên một sân khấu ở Sa Đéc khiến cả khán đài như vỡ òa. Dù thời tiết không ủng hộ, mưa rất lớn, nhưng tất cả khán giả đều nán lại đến phút cuối và hòa giọng với nữ ca sĩ tạo nên một tiết mục thăng hoa đầy cảm xúc. Thời gian vừa qua, bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng và thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đã khá lâu rồi, khán giả mới có dịp ngồi trước màn hình TV mong đợi một bộ phim đến như vậy. Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung, bộ phim còn gây chú ý bởi màn tái xuất màn ảnh của Nhật Kim Anh. Hóa thân thành cô gái Thị Bình, hồn nhiên, nhưng cũng lắm mưu mẹo của tuổi 18, nữ diễn viên đã khắc họa rõ nét, sống động nhân vật. Có thể thấy dù xuất thân là ca sĩ, nhưng Nhật Kim Anh lại ghi dấu ấn đậm nét khi thử sức qua hàng loạt các vai diễn nặng ký. Tối ngày 22 tháng 9, Nhật Kim Anh xuất hiện tại một sân khấu Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, theo lịch trình từ trước. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả đến phút cuối, MC chính của chương trình đã không giới thiệu về sự hiện diện của người đẹp. Sau khi nhạc dạo ca khúc Sóng Gió Đời Em, cũng chính là nhạc phim của bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, khán giả lập tức xôn xao và hướng sự chú ý lên khán đài. Đến khi Nhật Kim Anh bất ngờ bước ra sân khấu trong trang phục của Thị Bình và cất cao giọng hát, toàn bộ sân khấu mấy nghìn người đã gần như vỡ òa lên. Tất cả đều hò reo và phấn khích tột độ trước sự xuất hiện không báo trước của Nhật Kim Anh. Lực lượng an ninh đã rất cố gắng để nữ ca sĩ có thể hoàn thành trọn vẹn phần diễn của mình. Đứng trên sân khấu và chứng kiến sự hò reo, hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, Nhật Kim Anh đã lặng đi vài nhịp vì quá xúc động. Phía dưới khán đài, người hâm mộ tập trung và thả mình theo giọng hát cảm xúc của Nhật Kim Anh. Đến khúc cuối, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy và cùng hòa quyện theo giọng hát của Nhật Kim Anh, đã mang đến một tiết mục thăng hoa và tràn đầy cảm xúc. Nhật Kim Anh chia sẻ, khi đó Kim Anh bị choáng ngợp bởi tiếng hò reo vỗ tay của khán giả. Đã nhiều năm đi diễn, đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ, nhưng hiếm có sân khấu nào lại mang cho chị nhiều cảm xúc đúng như vậy. Có một điều thú vị là trong tiết mục mở màn, Nhật Kim Anh đã hóa thân thành nhân vật Thị Bình quen thuộc khi diện áo bà ba, thắt bím tóc hai bên và đi chân không bước lên sân khấu. Nữ ca sĩ còn diễn tả từng điệu bộ, cử chỉ quen thuộc của nhân vật khi thể hiện ca khúc nhạc phim vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả. Khi chứng kiến người hâm mộ vỡ òa trước sự hiện diện của Thị Bình trên sân khấu, nữ diễn viên đã không cầm được nước mắt vì những nỗ lực hy sinh của Nhật Kim Anh và ekip dành cho bộ phim đã được đền đáp. Với một người nghệ sĩ, sự quan tâm, những tràng pháo tay của khán giả đắt giá hơn bất cứ giải thưởng nào từng nhận. Khi đến tiết mục thứ hai, trời bắt đổ cơn mưa lớn, nhưng lúc đó tất cả khán giả vẫn ngồi im lặng tại hàng ghế mà không một ai rời đi. Thậm chí người hâm mộ cùng nhau vỗ tay như để tiếp thêm động lực cho Nhật Kim Anh.
Khi chương trình kết thúc cũng khá muộn, nhưng nhiều người vẫn cố nán lại thay Nhật Kim Anh đến tặng xe để gửi gắm những giỏ quà. Hiện tại bộ phim Tiết Sách Trong Mưa đang đến hồi cao trào với sự xuất hiện của thêm nhiều tình tiết mới. Ngay cả fanpage của bộ phim cũng nhận được sự tương tác khủng của khán giả. Hai cái kết bộ phim cũng là đề tài được nhiều khán giả bàn tán. Là nhân vật chính của bộ phim, Nhật Kim Anh chỉ khuyên khán giả hãy theo dõi bộ phim đến tập cuối. Lời khai chấn động của kẻ trộm đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh lấy đi hơn 5 tỷ đồng trước cơ quan công an. Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang giữ hai đối tượng là Nguyễn Thái Sơn, thường gọi là Sơn Sờ Ben, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định, và Trần Minh Thăng, sinh năm 1985, ngụ quận 7, trú quận 11, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả hai khai do không có tiền tiêu xài nên tụ họp lập nhóm đi trộm cắp tài sản. Cả hai phân công nhiệm vụ rõ ràng và nhắm vào những nhà dân, biệt thự của những người giàu có, nghệ sĩ, ca sĩ. Sau khi xác định được nhà dân, biệt thự của những người giàu có, cả hai điều khiển xe máy tới thám thính, nắm bắt tình hình gia chủ ra vào. Sau khi chủ nhà đi vắng, nhóm sẽ đột nhập vào nhà dân, biệt thự với mục đích trộm cắp. Trong quá trình trộm, một đối tượng sẽ cảnh giới bên ngoài, một đối tượng đột nhập vào bên trong. Nếu có người trở về nhà biệt thự, đối tượng đứng ngoài sẽ báo cho đồng bọn. Nếu như không có người, đối tượng bên trong sẽ dùng xà beng cậy phá tủ, két sắt để lấy trộm tài sản. Điển hình như vụ trộm tối ngày 14 tháng 7, Sơn Xà Beng cùng Thăng đi tới biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh ở khu dân cư Camellia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thấy không có ai, Sơn đột nhập vào căn biệt thự và Thăng cảnh giới bên ngoài. Sau đó Sơn dùng xà beng cậy phá hai két sắt, lấy đi 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Ngoài vụ trộm ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, cả hai từng đột nhập vào nhà ca sĩ Đông Nhi để trộm vào mùng 2 Tết âm lịch. Tổng số vụ nhóm gây ra là 6 vụ, với tài sản lấy được trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Công an tình nghi cả hai thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp ở các biệt thự nhà dân khác nên đang được điều tra mở rộng. Kẻ trộm 5 tỷ của Nhật Kim Anh từng đột nhập nhà ca sĩ Đông Nhi. Ngay sau khi công an bắt được kẻ trộm, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã lên tiếng. Sau gần 8 tháng chờ đợi, chiều ngày 17 tháng 10, gia đình của nữ ca sĩ không khỏi vui mừng khi biết tin lực lượng công an đã tìm ra kẻ trộm đột nhập vào nhà cô để lấy tài sản. Vụ trộm tại nhà ca sĩ Đông Nhi xảy ra vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 2019. Khi đó, cả gia đình nữ ca sĩ đang có chuyến du lịch tại nước ngoài. Đại diện tổ an ninh khu phố, nơi Đông Nhi ở, cho hay tên trộm đã đột nhập vào bằng cửa sổ phía sau. Chúng lẻn vào nhà và cậy két sắt phòng bố mẹ nữ ca sĩ. Ông Cao Thắng chia sẻ cả gia đình thật sự hoảng loạn khi biết nhà vừa bị trộm đột nhập. Ngay sau đó, gia đình cô đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Nhưng khi đó không tiết lộ đích danh là gia đình của nữ ca sĩ Đông Nhi. Người thân của Đông Nhi kể rằng, gia đình có phần chủ quan vì nghĩ lực lượng nhân phòng luôn tuần tra khu phố 24/24. Tuy nhiên kẻ trộm lại quá tinh vi và nguy hiểm. Sau sự việc này, gia đình cô đã cảnh giác hơn và quyết định lắp camera theo dõi toàn bộ căn nhà. Ngay sau khi biết tin lực lượng công an đã bắt giữ được thủ phạm đột nhập cậy két sắt nhà Đông Nhi, lại chính là kẻ đã thực hiện hành vi tương tự ở căn biệt thự nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh, gia đình không khỏi bất ngờ nhưng cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Ông Cao Thắng cho hay trước đó gia đình cũng đã xác định tâm lý sẽ không thể lấy lại số của cải đã mất, chỉ hy vọng sẽ tìm ra được đúng kẻ trộm để có biện pháp trừng trị xứng đáng. Ông Cao Thắng còn chia sẻ anh cảm thấy thật sự nể phục khả năng phá án của lực lượng công an và thay mặt cho gia đình Đông Nhi gửi lời cảm ơn đến họ vì đã giúp tìm ra thủ phạm. Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 10, trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản có giá trị lớn. Nghiêm trọng nhất là vụ kẻ gian đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, lấy tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.